Trong mỗi hạnh, sinh ra số thân nhiều như số hạt bụi tất cả các cõi. Mỗi thân vào khắp tất cả muôn pháp giới, mỗi một pháp giới ở trong tất cả cõi Phật, tùy tâm chúng sinh nói các diệu hạnh. Tất cả cõi trong mỗi hạt bụi đều thấy vô biên các biển Như Lai, ở chỗ mỗi Đức Như Lai đều thấy thần thông của chư Phật khắp pháp giới, ở chỗ mỗi Đức Như Lai đều thấy kiếp xưa tu Bồ Tát hạnh, ở chỗ mỗi Đức Như Lai thọ trì giữ gìn hết thảy bánh xe pháp, ở chỗ mỗi Đức Như Lai đều thấy các biển thần thông biến hóa của tất cả Như Lai ba đời. Mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó? Thiện nam tử, ta chỉ đắc được môn giải thoát đại thế lực Phổ Hỷ Tràng Bồ Tát này. Như các đại Bồ Tát ở trong niệm niệm đến khắp đạo tràng của tất cả chư Phật, sớm hướng vào biển nhất thiết trí, trong niệm niệm dùng môn pháp thú vô thượng vào sâu biển tất cả các đại nguyện, trong niệm niệm dùng môn các biển đại nguyện hết kiếp thuở vị lai. Niệm niệm sinh ra tất cả các hạnh của các Bồ Tát. Trong mỗi hạnh sinh ra hóa thân nhiều như số hạt bụi tất cả các cõi, mỗi hóa thân vào khắp tất cả muôn pháp giới, mỗi muôn pháp giới ở trong tất cả cõi Phật, tùy thuận tâm chúng sinh mà diễn nói các diệu hạnh. Tất cả cõi Phật trong mỗi hạt bụi ta đều thấy vô biên các biển chư Phật, ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật ta đều thấy thần thông của chư Phật khắp pháp giới, ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật ta đều thấy kiếp xưa tu Bồ Tát hạnh, ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật ta đều thọ trì giữ gìn hết thảy bánh xe pháp, ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật ta đều thấy các biển thần thông biến hóa của tất cả chư Phật ba đời. Đủ thứ những sự việc ở trên, ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức của các đại Bồ Tát đó? Thiện nam tử, ngươi nên đi tìm cầu một vị thiện trí thức khác. Thiện nam tử, trong chúng hội này có một vị dạ thần tên là Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức. Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào vào Bồ Tát hạnh, tịnh Bồ Tát đạo. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi. Thiện nam tử, trong chúng hội này có một vị dạ thần tên là Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức. Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào vào Bồ Tát hạnh, tịnh Bồ Tát đạo. Lúc đó Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, rồi đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng vị dạ thần, hỉ mục quan sát chúng sinh, sau đó từ tạ mà đi tìm cầu một vị thiện trí thức khác. Hết tập 22.